hàng triệu đô la Mỹ cập nhật Windows 7 hết hạn. Từ 14 tháng 1, Windows 7 đã không được Microsoft hỗ trợ. Chính phủ Australia sẽ phải chi gần 9 triệu đô la Mỹ để cập nhật cho hệ điều hành cookie này. Bộ Quốc phòng và Văn phòng Thuế vụ Australia sẽ phải chi lần lượt hơn 6 triệu đô la Mỹ và gần 1 triệu đô la Mỹ để giữ cho Windows 7 được cập nhật miếng vá bảo mật tới tháng riêng năm 2021. Hồi tháng 12, Văn phòng Thuế vụ Australia đã phải chi gần 1,6 triệu đô la Mỹ để cập nhật cho Windows Server Server 2008, vốn cũng hết hạn hỗ trợ vào 14 tháng 1. Hai cơ quan này hy vọng sẽ chuyển máy tính Windows 7 sang Windows 10 trong các tháng tới, dù phải cắn răng chi gần 9 triệu đô la Mỹ để giữ cho chúng an toàn. Tuy nhiên, nhiều khả năng quá trình chuyển đổi sang Windows 10 sẽ không thể hoàn tất một sớm một chiều. Chính phủ Australia sẽ vẫn phải trả tiền cho Microsoft ít nhất trong một năm nữa. Chi phí cập nhật Windows tăng gấp đôi mỗi năm sau thời gian hỗ trợ chính thức kết thúc, cho thiết bị Windows vận hành an toàn ngày càng trở nên đắt đỏ. Kết thúc năm 2019. Bộ Quốc phòng Australia chuyển đổi hơn 100.000 máy tính Windows XP sang Windows 10. Microsoft đã ngừng hỗ trợ Windows XP từ tháng 4 năm 2014. Dù có tuổi đời cả thập kỷ, Windows 7 hiện vẫn chiếm thị phần sấp xỉ 25%. Tính ra cứ mỗi máy tính chạy Windows lại có một chiếc sử dụng Windows 7.